Leo. Thôi lấy tomato cũng được. Tomato không sao. Ok. Tắm đi. Cái gì vậy? Tôi cắt ra à, lấy đi. Đấy. Dạ cho anh Hoàng vào chỗ khác. Rau à, cái rau gì nữa không? Rau combo à, bên kia có cái chi? Fried steam bun. Appetizer nha. Hả? À? Ăn trước á. Kể ra ăn trước. Ok. Rice nè. Ok. Bao đợt phải hả? Một thôi. Hai luôn đi. Em ăn nữa. Ok. Em ăn nè. Chỗ này vô rồi đang drink. Gì nữa? Mấy người ăn không? Tôi đi lấy cho bốn người một cái chiên.
Thank you.
chửi.